carbohydrate từ 40-50% trong khẩu phần ăn, tăng lipid lên 35%, protein là 20%. Chế độ vận động hàng ngày, hướng dẫn tập thể dục nhẹ nhàng và theo dõi ngoại trú trong vòng 2 tuần. Khi tiến hành nghiên cứu và thỏa mãn tiêu chuẩn lựa chọn trên, đều được chọn vào nghiên cứu cho đến đủ cỡ mẫu, hướng dẫn thai phụ nhận biết tình trạng thai với vô cô huyết tương, phát tài liệu có hình ảnh minh họa và trợ giúp về suất ăn cho sản phụ. Thử đường huyết sau 2 giờ và thường đường huyết đạt mục tiêu sau 2 giờ là dưới 120mg cho đến 1 lít. Sau đó thông báo kết quả cho thai phụ và hỏi thăm thai phụ những khó khăn khi thực hiện như chế độ ăn đã được hướng dẫn, có bị mệt mỏi, có thèm ăn hoặc đói hay không. Về công cụ và kỹ thuật thu thập thông tin, toàn bộ câu hỏi phỏng vấn như tuổi, trình độ học vấn, nghề nghiệp, tuổi thai, đái tháo đường khi có thai kỳ, khi có thai, số lần mang thai, số lượng thai, tiền sử gia đình có người thân mắc đái tháo đường, có thường xuyên tập thể dục thể thao hay không, kết hợp với liên kết phỏng vấn ăn, hỏi thêm các yếu tố sản khoa như tiền sử sinh con to, tiền sử gia đình thế hệ thứ nhất có người bị đái tháo đường và tiền sử có bị đái tháo đường trong thời kỳ mang thai lần trước hay không. Về thu thập số đo năm chắc, thu thập các số đo về cân nặng, chiều cao của đối tượng, ghi chép về chẩn đoán, các chỉ số xét nghiệm hóa sinh gồm có đường huyết đói, đường huyết sau 1 giờ, sau 2 giờ làm test 75 gram đường. Một số chỉ tiêu đánh giá, trong đó có chỉ số cơ thể bằng BMI, ngưỡng đánh giá tình trạng dinh dưỡng dựa vào BMI sử dụng bảng phân loại thành phần béo phì theo WHO năm 2000. Về tiêu chí chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ tại thời điểm 24-28 tuần thì dùng xét nghiệm, biện pháp cân nặng đường, uống xét nghiệm tại ba uống sau đó làm xét nghiệm tại ba thời điểm là không lúc đói 1 giờ và 2 giờ, chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ với lớn như là khoảng một giá trị đường ngưỡng theo tiêu chí của đái tháo đường năm 2010 thì chỉ số đường huyết bình thường á là đói là 92mg cho đến dl, 1 giờ là dưới 180mg cho đến dl và 2 giờ sau uống nước đường là 153mg cho đến dl. Đường huyết được dùng để theo dõi tiết chế là đường huyết sau ăn sáng 2 giờ được thực hiện một lần sau 2 tuần tư vấn và thực hiện chế độ đã được ăn tiết chế. Đường huyết đạt mục tiêu khi đường huyết sau ăn 2 giờ là dưới 6,7 mmol/lít, tương đương 120mg/lít.